Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, thời gian qua, tình trạng kinh doanh sử dụng khí N2O còn được gọi là khí cười trên địa bàn diễn ra khá phổ biến, công khai, phức tạp. Trong đó, phần lớn diễn ra tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ vũ trường, karaoke, lưu trú và các quán bar, bắp. Trước tình trạng trên, lực lượng công an tỉnh Thanh Hóa quyết liệt triển khai các biện pháp đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Tính riêng từ tháng 4 năm 2024 đến nay, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội và Công an thành phố Thanh Hóa đã phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn triệt xóa nhiều tụ điểm cung cấp kho chứa khí N2O, thu giữ trên 1.000 binh khí, nhiều kích cỡ và các phương tiện, vật dụng phục vụ cho việc san chiết, vận chuyển, kinh doanh khí N2O như máy nén khí, cân điện tử, giá đỡ, xử phạt vi phạm hành chính với số tiền trên 100 triệu đồng. Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị người dân, các cơ quan tổ chức, học sinh sinh viên nâng cao nhận thức, hiểu rõ về tác hại của việc sử dụng khí cười để tự bảo vệ sức khỏe, không tham gia sử dụng, lạm dụng khí N2O, đồng thời tích cực phối hợp với lực lượng công an để phát hiện, tố giác các cơ sở, cá nhân có hành vi sản xuất, kinh doanh khí cười trái phép trên địa bàn.